Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chủ nhật thứ 14 thường niên, lời Chúa cho chúng ta nghe đoạn tin mừng theo thánh Luca nói về việc Chúa tuyển chọn, mời gọi và sai các tông đồ các môn đệ ra đi làm nhân chứng cho Chúa. Để hiểu rõ cặn kẽ về điều này, chúng ta cùng bắt đầu lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con, con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy bằng không sự bình an lại trở về với các con các con ở lại trong nhà đó ăn uống những thứ họ có vì thợ thì đáng được trả công các con đừng đi nhà này sang nhà nọ khi vào thành nào mà người ta tiếp các con các con hãy ăn những thức người ta dọn cho hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước thiên chúa đã đến gần người. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe về việc Chúa Giêsu tuyển chọn, mời gọi và sai các tông đồ ra đi làm nhân chứng cho Chúa. Trước đây tôi hay nghĩ vớ vẩn và không hiểu được ngài sai tôi đi là như thế nào chúa thì linh thiêng ở tận đầu tận đâu có bao giờ ngài nói sai đi đâu đâu đọc mẫu gương các vị truyền giáo là qua núi băng đèo lội sông vượt biển vào các vùng thổ dân nhào vô các làng mạc của dân ngoại tức là phải làm những việc vĩ đại những việc anh hùng mãi sau này mới hiểu ra là ngài sai tôi đi ở ngay nơi tôi đang đứng tôi làm những việc theo khả năng chức vụ và bổn phận cùng với lòng nhiệt thành của mình đôi khi cũng bộc lộ con người tự nhiên với cá tính tình cảm đã có sẵn như nóng nảy quát tháo tính toán áp đặt và thương yêu tôi khát mong lấp đầy trong lòng vì có mới cho được khi có rồi thì sẽ thấy rõ cái mà mọi người đều đói đều khát nhưng chẳng dễ gì họ muốn đón nhận bởi muốn và đón nhận không phải chỉ một hai ngày là có thể có ngay từ từ thấm dần nên luôn phải kiên nhẫn và đợi chờ nói trắng ra rằng tôi có chúa là hạnh phúc nhất đời nên tôi muốn và tôi mong ước cho họ hạnh phúc thì tôi phải cho họ Chúa tha thiết đợi chờ để cho họ đón nhận. Chúa chỉ định 72 người khác. Trong số những môn đệ đó, Chúa cắt cử 72 ông cho một công việc riêng, cũng như các tông đồ Chúa đòi họ phải thoát ly và tính thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi thế từ khi được lãnh bí tích rửa tội, mỗi tín hữu chúng ta cũng được Chúa Kitô mời gọi thi hành một sứ vụ. Vậy thánh công đồng nhân ranh danh Chúa hết sức kêu mời tất cả các giáo dân hưởng ứng sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Hãy mau mắn đại độ và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Đấng giờ đây đang tha thiết mời gọi họ. Ước gì giới trẻ hiểu rằng lời mời gọi này được đặc biệt gửi tới họ và ước gì họ vui mừng và quảng đại đón nhận. Quả thật chính Chúa một lần nữa nhờ thánh công đồng này mời gọi tất cả các giáo dân hãy kết hợp với người ngày một mật thiết hơn và nhận thức được những gì của người cũng là của chính mình. Họ hãy tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của mình. Và một lần nữa người sai họ đi tới các thành và những nơi người sẽ đến. Như thế giáo dân hãy chứng tỏ mình là cộng tác viên của Chúa, cộng tác vào cùng một công cuộc tông đồ của giáo hội bằng nhiều hình thức và nhiều phương tiện khác nhau những cộng tác viên phải luôn luôn thích nghi với những đòi hỏi mới của thời đại và không ngừng ra sức để phục vụ chúa bởi biết rằng khó nhọc của mình không phải là uổng phí ở trong người này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói chúa muốn ủy thác việc truyền giáo cho các môn đệ vì thế người nói ta sai các con đi thánh do an kim khẩu đã giải thích chỉ lời đó thôi đã đủ làm chúng ta can đảm tin tưởng và không sợ kẻ thù các tông đồ và môn đệ được mạnh bạo là vì các ông xác tín thi hành sứ mệnh mà thiên chúa đã trao phó hồn tông đồ đòi hỏi phải mạnh dạn phó thác đến thanh thoát bởi thế vâng lệnh chúa khi Phêrô gặp người hành khất đến xin thì ông đã nói: Tiền bạc tôi không có. Thánh Ambrosio cho thấy, như thế không phải để được vinh danh vì mình nghèo mà chỉ để vâng lời Chúa, tựa như Phêrô nói: Anh xem, tôi là môn đệ Chúa Kitô mà anh xin tôi tiền bạc. Người cho chúng tôi điều giá trị hơn vàng bạc đó là quyền hành động nhân danh người tôi không có điều mà Chúa Kitô không cho tôi nhưng tôi có cái người đã ban cho tôi nhân danh Chúa Giêsu Kitô anh hãy trỗi dậy mà đi do đó hồn tông đồ luôn luôn đòi hỏi lòng thanh thoát vì đôi khi có những việc tông đồ phải làm gấp đừng chào ai dọc đường Thánh Ambrosio tự hỏi, tại sao tại sao Chúa lại đòi bỏ thói quen đầy lịch sự? Tuy nhiên, chúng ta nên chú ý, Chúa không chỉ nói đừng chào ai mà Ngài còn thêm là trên dọc đường. Và Chúa có lý của Ngài. Người cũng truyền cho Elisa đừng chào ai khi sai ông đặt gậy trên xác đứa trẻ đã chết. Gặp ai thì đừng có chào. Ai chào thì đừng đáp lại. Chúa ra lệnh như thế để ông thi hành ngay, không trì hoãn việc làm con trẻ sống lại. Ngừng lại chào hỏi người khác là hoang phí thời giờ. Bởi thế không có vấn đề bãi bỏ thói quen tốt lành là chào hỏi, mà chỉ là vấn đề loại bỏ những cản trở trên đường phục vụ. Khi Thiên Chúa truyền dạy, đừng đắn đo ít là lúc đó chào hỏi là một việc tốt nhưng tốt hơn là thi hành lời chúa vì nếu trì hoãn công việc rất dễ bị bỏ qua bình an cho nhà này người đáng hưởng bình an là những người sẵn sàng chấp nhận giáo lý tin mừng giáo lý đem lại bình an của thiên chúa Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ phải công bố sự bình an. Đây là nét đặc trưng thường xuyên của mọi việc tông đồ. Việc tông đồ không phải là một chương trình chính trị hay văn hóa. Việc tông đồ là truyền bá những điều tốt lành, làm người khác cũng ao ước yêu thương, gieo vãi an bình và yên vui. Cảm nghiệm bằng an trong tâm hồn và chung quanh là dấu chắc chắn thiên Chúa đang ở với chúng ta và là hoa trái của thánh thần. Hãy loại bỏ những lo âu làm cho chúng ta không được bằng an. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Rõ ràng Chúa coi nghèo khó và thanh thoát là nét chủ yếu của người tông đồ. Song Chúa cũng ý thức rằng các môn đệ cần có những nhu cầu vật chất Nên người nói là công việc mục vụ xứng đáng được đền bù Công đồng Vatican II nhắc tất cả chúng ta có bổn phận Công đức để nâng đỡ những ai đại lượng dâng mình phục vụ giáo hội Nhờ hiến thân phụng sự Thiên Chúa trong việc chu toàn nhiệm vụ được trao phó Các linh mục được lãnh một số thù lao cân xứng vì thợ thì đáng được trả công của mình và chúa đã định liệu những ai rao giảng phúc âm được sống bởi phúc âm bởi thế nơi nào không có sẵn thù lao cân xứng cho các linh mục thì chính các tín hữu phải nhận lấy trách nhiệm lo cho các ngài được những điều cần thiết hầu bảo đảm cho các ngài một mức sống đầy đủ và xứng đáng vì các ngài cống hiến hoạt động của mình để phục vụ họ vâng kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến chúa mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy bước theo chúa hãy trở thành những tông đồ những môn đệ đích thực của chúa đem tin mừng và tình yêu của chúa đến với tất cả mọi người đặc biệt đem sự bình an của chúa đến cho những người đang gặp khó khăn thử thách những người không có được sự bình an ở trong tâm hồn muốn làm được điều đó thì những người được mời gọi làm tông đồ và môn đệ chúa trước tiên phải có sự bình an của chúa rồi từ đó mới có thể chia sẻ cho những người khác được còn nếu chúng ta không có được sự bình an của chúa thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho người khác được xin chúa luôn luôn ở cùng tất cả những môn đệ và tông đồ của chúa và bình an của chúa cũng luôn luôn ở lại mãi trong những người môn đệ của chúa để họ có thể trung thành can đảm làm chứng cho chúa trong xã hội ngày hôm nay amen